Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sinister đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một con rồng thôi. Bữa nay chỉ có một con rồng mới thôi các bạn, là Adores Dragon. Con này có hệ đất, bóng tối và chiến binh. Mình sẽ cho nó qua đảo chiến binh ở nha. Con rồng này có 100 cái, nó có mạch ở trong một cái bộ sưu tập, bộ tập sách quái vật á các bạn, nên mà hôm bữa nó có bán trong shop á, nên mình đã mua con này với giá là bao nhiêu game ấy, 200 mấy game á. Rồi mình sẽ cho nó ăn lên level để tiến hóa được cái dạng 3 nha. Con này cũng là một trong những cầu thủ The Adoration Dragon is one of the most beloved dragon, not only by his fans, but his team master as well. This skill dragon is canal for his tricks. They are so good. He is even adapted them for battle. Rồi, mình chỉ dịch đến đây thôi. Nhầm, mình chỉ đọc đến đấy thôi chứ mình không có dịch. Rồi, con này đây các bạn, con đó nó ở trong cái bộ sưu tập này đây. Đang đang bán cái con The Rouse OST, The Rouse Dragon, và con này nó là cái này, cái socket này các bạn, là can be Autumn in Dragon Collection, có nghĩa là con này có thể nằm trong cái collection, nên là mình không có mua nha các bạn. Đây, bộ sưu tập và cái này thì mình đã có được con Titan này rồi, đợi sau này nó ra rồi tính tiếp. Đây này, con Dragao này các bạn, Dragao là các bạn cần sưu tập bộ này thì các bạn sẽ nhận được con Dragao, và mình thiếu 5 con trong bộ này. Cái bộ này mình thiếu 2 con nữa. Đấy các bạn, mình vừa thêm được con Adoris Dragon vào cái bộ này. Và thì bộ này mình còn thiếu con Aventur. Con này là con rồng đặc biệt nè. Và con Animator. Nhắc đến con này tức thiệt. Không, ngày xưa có sự kiện live mà mình live không ra con Animator này. Có sự kiện live các bạn, mà mình live mười mấy lần mà không ra, mình bỏ luôn. Chờ sự kiện sau vậy. Tập sau sẽ là con này nha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đi đến Arena nữa là xong. Arena với Language. Ok, Arena. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến với Arena nha. Mỗi trận đánh sẽ là mỗi con rồng khác nhau combat. Trận này thì mình sẽ để Ultimate Combat vì ba con rồng bên kia đều có hệ sợ con Ultimate các bạn ạ. Rồi mới vô nó crit Whimsical của mình rồi. Rồi gánh kẻ hành tinh ra nè. Bure Energy. Rồi chúng ta gặp Bugens Achapins 150k Manmatos 2 sao ghét đấy. Manmatos mình thấy 2 sao là hơi hơi mạnh rồi các bạn. Clamp. Gặp một bạn Dương Trăng người Việt Nam. Rồi trận này thì để rồi mình đây các bạn ơi, hồi nãy bị đứt video, có vẻ như quay trong arena thì rất là dễ bị đứt video, nên bây giờ mình quay đánh trong language thử xem nó sẽ ra sao nha. Language. Ok, trận đầu tiên. Rồi trận đầu tiên chúng ta đến với ba con rồng Heroic ở bên kia, quá là dễ dàng cho sầu riêng rồi, một công ba các bạn ạ.
Rồng Henryx thì rất khó mà có sao, mà Durant thì cách 10 năm sao nữa, nên là không không ngại ngần gì Henryx cả. Một con cách 9 mà 5 sao là đam một lần là đã đủ đam để giết một con Henryx level 40 E cộng nữa các bạn. Một con Henryx level 40 E cộng không có sao á là nó có tầm 72.000 máu, mà con rồng mà viết viết chín con rồng Legend cách 9 là đam của nó là đã trên 72k rồi. Đây này, con Skull Face này, Skull Face đam thường là hơn 72k rồi các bạn. 76k, nó tầm tầm đó. Nói chung là lúc nào nó đánh nó cũng hơn 72k đó. Hiếm khi mà mình thấy mà nó đánh mà một đam mà không chết một con rồng mà Heroic cả. Rất hiếm. Toàn một feat là đi một con Heroic level 40 thôi. Có vẻ như là quay lên việc ngon lành mà có đích về đích video gì đâu. Ở ngoài trời mưa đang mưa các bạn, nếu mà các bạn có nghe thấy tiếng mưa thì thông cảm giúp mình nha. Rồi quay vào vấn đề sàn sàn một tí rồi mình vào arena. Nếu mà giờ mà video mà tự nhiên nó gần á là các bạn phải tự hiểu là lúc đó video kết thúc. Mình xin chào và tạm biệt các bạn, tại vì đích video nó đích nhiều quá nên mình không có hứng thú để qua vào lại game. Tại vì khi mà vào lại game thì mình tốn khoảng từ 2 đến 3 phút để lo được cái tài khoản này, nên là rất là khó chịu, mình không có tính kiên nhẫn cao các bạn ạ. Đây, về vấn đề recon thì mình đi ra đang recon Fairways, đang recon Fairways các bạn ạ. Fairways này, Fairways mình còn một mớ con đang recon này, để xem thử mình đang có bao nhiêu ốc con Fairways rồi. Fairways mình recon được 800 ốp rồi các bạn ạ. Vẫn còn một chặng đường là 1.200 nữa thì mình sẽ đạt được con rồng, một thêm một con rồng viết mythic cách 10. Rồi sau con Fairways thì mình sẽ recon, tiếp tục recon con DK. Con DK hôm bữa mình đang recon giữa chân, hôm bữa mình recon giữa chân là con DK mình recon được 1.384 ốp rồi, thì còn thiếu 600 ốp nữa thì sẽ lên được DK 5 sao. Đó là vấn đề summon và là vấn đề recon. Vấn đề tiếp theo là nâng sao cho rồng thì mình đang nâng Atlantis lên 3 sao các bạn ạ. Và chờ khoảng một ngày rưỡi nữa thì Atlantis sẽ được hoàn thành 3 sao. Sau đó thì 4 sao là mấy ngày ta? 4 sao là 5 ngày. 5 sao là 6 ngày. Chúng ta còn đợi tầm 10 13 ngày nữa thì Atlantis lên được. Thời gian ngắn nhất là 13 ngày, thời gian dài mình cho 15 ngày đi. Chúng ta còn phải đợi khoảng tầm nửa tháng nữa thì Atlantic mình sẽ có thêm được con rồng mới 5 sao các bạn ạ. Nói chung là thời gian đợi khá là lâu. Trong này có ai đổi mình giúp ốc của con kia không ta? Không thấy gì hết, không thấy ai đổi hết. Rồi quay lại đánh đánh arena nữa nha, hay là sàn sàn đánh cái quét xíu để mình thoát ra. Cái quest mình thì mình đang có hai cái quest chưa đánh các bạn ạ. West Titan X2 thì chờ tới 4 giờ chiều. West Titan rank X4 West thì không đánh được, tại vì nó yêu cầu là Titan 1 sao. Đánh cái này ha, đánh Etidote Chess West. Vẫn tiếp tục cho Titan đi đánh ha. Go to better này. Nó chưa lo được rồng luôn. Ok, đã lo được rồng rồi các bạn. Đây, mình đang cho con Bass đi quýnh này. Con Bass ngày xưa mình bỏ ra 250 là mình mua được, mình nâng được 1 sao. Còn con kia thấy đổ sông đổ biển rồi, không nâng được sao mà làm cái gì. Thà nó có quét như con bát này nè, con bát chứ con
Future và cái quét, hai con đó mình ăn được một sao hết á các bạn. Rồi, còn nhắc đến mấy cái bình này nó muốn tức chứ, mấy cái bình này thì đủ bình đủ điều kiện rồi mà không thấy quà đâu, không thấy rồng đâu hết, thiệt là buồn. Cho SB gặp mấy cái sự kiện mà collection này các bạn rất là khó chịu, đặc biệt là ngày xưa cái sự kiện mà collection mà nhận được một con rồng legend ở phía sau á, thu thập đủ bốn rồng nghĩ tặng được thêm con rồng legend phía sau, trong khi thu thập đủ rồi mà không thấy rồng đâu hết. Ngày xưa chơi tức nhất là cái vụ đó các bạn. Giờ cái này cũng ra tương tự, nhà phát hành game có nhiều cái lỗi thiệt là chán mà hút máu cũng ghê chứ. Nổ không quét không yêu cầu Titan một sao, trong khi quét trước thì tặng cái 36 óp à, thiệt tình. Rồi cam ram nhãn phát hành đủ rồi, hy vọng là những lời mình cam ram đến tay nhà phát hành. Nhà phát hành là có những cái biện pháp mà sửa chữa nói thế thôi, chứ muốn mà thế thì phải nói chuyện lịch sự đàng hoàng, nhắn tin nhà phát hành được các kiểu, đúng không? Hello, why được các kiểu, please làm ơn giúp đỡ sửa chữa những cái lỗi này. Nguyên Long, bạn ấy năng được con Buredex 5 sao level 65, Animo 3 sao level 18, về một con con kia chắc bạn ấy nâng lên để cho nó đánh được ở rừng bóng tối thì phải. Con này nè, con Harikori nè, Horaki Kyo nè, Ichatun. Con Harikyo con nó là một con rồng khá là yếu mà chắc bạn ấy nâng lên để đánh, để có rồng đánh quét thôi, đánh 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 rank thôi. Rồi Sonakini, rồi chúng ta đổi đổi rồng nha, đổi rồng cho nó vui. Ngự Lâm Quân đi, Ngự Long Quân lâu ngày chưa ra trận. Swap Ngự Lâm Quân, ok. Empathy này, có nó phải Empathy không ta? Đúng rồi, Empathy. Con này là con Bloodish, con vừa đánh là con Animal. Đọc nhiều là nó nhớ rồi các bạn. Far West, Galaxy FAE, Sarcophagus, con Sarcophagus thì con nó mình có thể nâng được 5 sao các bạn, mà giờ chưa nâng. Nói chung thì mình có một vài con có thể nâng được 5 sao, nhưng mà